Máy cắt laser fiber kim loại là một trong những thiết bị không thể thiếu. Máy được thiết kế để cắt kim loại như sắt, inox, tôn mạ kẽm, đồng, nhôm. Máy được sử dụng rộng rãi trong các ngành cơ khí chế tạo máy, gia công cơ khí như thang máng cáp, thang máy, tủ điện, nội thất, trang trí, cửa thép. Máy cắt laser kim loại sử dụng công nghệ sợi quang fiber với các công suất như 1 kW, 1,5 kW, 2 kW, 3 kW, 6 kW và 12 kW. Máy có các kích thước 3m x 1.5m hoặc 6m x 2m, phù hợp hầu hết với các kích thước tôn trên thị trường. Máy có thể gắn thêm trục A dùng để cắt ống kim loại. Máy được thiết kế bàn đơn hoặc bàn đôi. Đối với công suất nguồn lớn hơn như 6 kW hoặc 12 kW, phải dùng bàn đôi có cửa che để đảm bảo an toàn. Nguồn máy laser có thể lựa chọn các thương hiệu nổi tiếng như IBG của Đức, Raycut, Mark của Trung Quốc, tùy vào tài chính và nhu cầu sử dụng để tối đa hóa hiệu quả làm việc. Máy do công ty Babylon CNC cung cấp sử dụng các linh kiện nhập khẩu chính hãng như đầu cắt điều chỉnh tự động Raytool của Thụy Sĩ, thanh dây dẫn hướng Highwind của Đài Loan, linh kiện dẫn khí FMC của Nhật Bản, các linh kiện điện Schneider của Pháp, động cơ servo Akawa của Nhật Bản. Khung máy hàn bằng thép tấm chất lượng cao được xử lý nhiệt độ cao để khử hoàn toàn ứng suất dư nhằm đảm bảo độ chính xác khi vận hành, không bị sai số trong quá trình sử dụng, sai số chỉ từ cộng trừ 0.2 mm. Với động cơ mạnh mẽ cho gia tốc cực cao, tốc độ có thể cắt lên tới 80m một phút. Cùng với kết cấu gầm cứng cáp giúp đường cắt không bị ba via, đường cắt cực kỳ sắc sảo, có thể cắt được những chi tiết bé nhất, đáp ứng tốt với các sản phẩm đòi hỏi độ chính xác cao, tính thẩm mỹ và chất lượng. Là một nhà cung cấp chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, cấu hình cao cùng với phân khúc giá, cam kết giá tốt nhất trên thị trường. Sản phẩm được bảo hành lên tới 2 năm, dịch vụ hậu mãi uy tín, linh kiện thay thế luôn có sẵn, giúp khách hàng không bị gián đoạn trong quá trình sản xuất. Với phương châm mang đến sản phẩm tốt nhất tới khách hàng. Mọi thông tin xin liên hệ công ty sản xuất Babylon, số điện thoại 093-222-5678 hoặc truy cập website babylon.vn hoặc máy khắc.com.vn.